Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 45. Quý vị hôm nay thấy những đức lạ lạ quý vị. Kể chúng ta là người tu hành, người niệm Phật. Danh hiệu Phật còn một danh hiệu là một vị Phật vui, một vị Phật quan hỷ. Những cái việc mình làm hình tướng thế cũng quan hỷ, tự tại. Cô kia có trồng bầu, chính tay có làm trái bầu, tặng những đức. Rồi cô kia thì tặng cái nón. Thấy quá trang gì thấy nó cũng vui và thấy tự tại lắm quý vị. Cái cảm giác Nhân Đức thấy rất là tự tại. Nhân Đức mong rằng cái buổi giảng này, những người mà cầu con, cái trong ngóng có một đứa con trong cái gia đình của mình, khi coi qua bài giảng này mong quý vị niệm Phật, quý vị sẽ có em bé khi thấy Nhân Đức đeo trái bầu. Còn tất cả những người mà trong lòng không vui hay có chuyện buồn gì, khi coi qua bài giảng này trong lòng quý vị sẽ có nụ cười, có niềm vui. Bị nhớ một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Trong cuộc đời con người chúng ta mà lúc nào cũng làm cho người khác được vui. Khi nhìn thấy mình ta thấy an lạc, thấy tự tại. Vì biết vì sao thế giới cực lạc mà người ta về đông như vậy? Là vì người ta lúc nào cũng vui, lúc nào cũng hoan hỷ. Và người ta không bao giờ hờn trách. Không hờn trách thì người ta mới vui. Còn nếu như mà mang cái tâm hờn trách không vừa lòng không vừa ý thì tức khắc không có niềm vui. Bị nhớ kỹ, những cái gì người khác có, trong lòng chúng ta cảm thấy mình được an ủi khi thấy người khác được có. Nếu như quý vị có một cái tâm đó thì quý vị thật sự mà nói như với Lạc Bồ Tát, rất là vui vẻ, rất là an lạc, rất là tự tại. Nên mỗi một con người chúng ta luôn luôn phải có một cái tâm mở ra cho rộng lớn. Quý vị nhớ cái câu: tâm lượng lớn phước báo lớn, tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ. Nên tâm lượng mình lúc nào cũng mở rộng cho lớn lên thì quý vị quá đặc biệt, quá tuyệt vời. Thí dụ như Nhân Đức hứa tặng khăn cho quý vị. Chủ nhật tuần này khăn chưa đến thì vài bữa có thầy tặng cho mình. Chúng ta đến vẫn nghe thầy giảng, vẫn là niệm Phật, vẫn là tu tập bình thường. Những đứa hôm qua có 1.000 cái. Những người nào những đứa đã nói rõ ràng đi đến trước những đứa tặng thì những đứa tặng một số đòn đến trước. Còn vài bữa khăn đến gì nữa những đứa tặng tiếp tục nữa. Còn vài bữa có 30.000 cái ngay Phật đản những đứa tiếp tục tặng nữa. Có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng mang một tâm hoan hỷ vui vẻ. Mang cái tâm đó là quý vị đã nhận được món quà. Khắp nơi nơi chúng ta dù không nhận được cái khăn, ngày nào cũng nghe thầy giảng thì bản thân mình rất mừng khi các chị em đã nhận được chiếc khăn. Quý vị học Phật mà có cái tâm gì đặc biệt tuyệt vời lắm quý vị. Quý vị thấy rằng là những đức học Phật, những đức làm rất nhiều trò cho người khác được vui. Những đức mong rằng mình làm những cái gì đó cho người khác được vui. Dù người ta có nói mình khùng, bá trợn, điên gì kể người ta, cảm thấy mình làm cho người khác được vui. Quý vị thấy rằng là có khi người ta diễn hài mà ta làm đủ cách, ta làm đủ trò, ta làm để cho người khác được cười. Mà cái đó quý vị phải mua vé vào, người ta có lợi nhuận.
Còn bản thân những đức làm đủ cách đủ trò thì vị được vui. Giống như mình là trái cười ấy vậy. Ai cũng cảm giác có nụ cười. Và có những người thì những đức làm gì người ta lại nói những đức theo cái cách nói mà bực bội khó chịu. Tùy người ta thôi. Nên cuộc đời con người quý vị sống không thể nào tròn vẹn hết được. Chúng ta chỉ cần làm sao hết lòng hết dạ, tròn vẹn tặng đáy lòng, lương tâm mình là được rồi. Quý vị chỉ cần có cái tâm gì thì đặc biệt lắm. Nên có vật hiệu tại sao mỗi ngày chúng ta thường niệm để nhắc giác ngộ lương tâm của mình. Thí dụ như bữa nay vì được về chùa thì quý vị muốn thỉnh tượng Phật, có tượng Phật cho quý vị thỉnh. Máy niệm Phật máy nghe Pháp. Quý vị thỉnh máy niệm Phật máy nghe Pháp để làm gì? Có khi thân bằng quyến thuộc người thân của mình vì tặng cho người ta một chiếc máy nghe Pháp, có khi cứu cuộc đời người ta đó quý vị à. À, một chiếc máy nghe Pháp có khi cứu cuộc đời người ta đó. Một chiếc máy niệm Phật giúp cho người ta đi đâu cũng đeo máy niệm Phật được. Nên chúng ta nên tu phước tu duyên, tạo cái mà mình cầm theo được. Chính đồng tiền vì có được vị đặt máy nghe Pháp máy niệm Phật, đèn bông sen năng lượng, quý vị biết rằng là gia đình này ngày nào cũng nghe Pháp, ngày đó không bắt Pháp. Bà ngoại cô này nhập vào mẹ cô nói rằng mẹ ngày xưa, bà ngoại ngày xưa chưa có biết tu, tính tình sân hận, nên khi bà chết đi đọa vào cảnh giới của Atula rất là nóng bức. Nhưng từ khi gia đình biết tu, niệm Phật nghe Pháp của thầy mỗi ngày, bà nhờ nghe mà bà được mát mẻ, được mát mẻ. Từ nơi đó mà con mỗi ngày nên bắt Pháp của thầy. Một bữa không bắt Pháp, bà nhập vô. Mẹ cô này nói rõ ràng như vậy. Quý vị thấy rằng cái việc bắt Pháp tại nhà, nghe Pháp niệm Phật, bởi vì đi tu đến chùa như vậy, là cái việc lợi ích cho quý vị và cho bản thân mọi người còn sống, và cho lợi ích cho những người đã chết. Gọi là âm siêu thì dương lạc. Quý vị nhớ rằng cái mặt tâm linh của nội tâm mình an lạc, vui vẻ, hoan hỷ. Có người tu hành mà chuyển nghiệp là từ đâu chuyển nghiệp? Là bản thân mình luôn luôn khoan dung, luôn luôn tha thứ, không có cái tâm bực bội, khó chịu, hờn trách, nặng nề, thì đó gọi là chuyển nghiệp. Vì tu học gì gọi là chuyển nghiệp. Còn một con người tu hành của chúng ta, dù vì có tu lâu, vì có nghe Pháp nhiều, vì có niệm Phật nhiều cỡ nào, nhưng chấp nhất nặng nề, khó chịu thì bị thất bại. Thì đó không có cái gì đặc biệt quá. Nên phải nhớ kỹ. Nên mỗi một người chúng ta học Phật là học được cái tâm khoan dung, học được cái tâm tha thứ, mở rộng tâm lượng ra. Nó mở rộng tâm ra, lòng thanh thản, an vui tự tại, đời thông dong. Nên cái câu mà những đức thường mà nêu lên cái bài kệ mà rất là hay: sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống, sống là động nhưng lòng không bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vắng vương, sống yên vui danh lợi mãi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Một bài kệ, một bài thơ như vậy thôi, quý vị khi nghe mà nhận thức được, chỉ cần cái câu đầu sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai. Làm sao có thể mỉm cười trong thử thách trong gai được? Là do vì chính chúng ta mỗi ngày niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mình nghĩ tương lai mình là người ở thế giới cực lạc á. Ở cõi này cái gì cũng thiếu, thế giới cực lạc cái gì cũng đủ. Nên bao nhiêu khó khăn trở ngại, chúng ta mỉm cười trong thử thách trong gai. Mỉm cười để niệm ai với đạo Phật, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa những người chung sống. Chúng ta luôn luôn tinh tấn niệm Phật để cầu về thế giới của Phật, là vươn lên sống chan hòa với người chung sống. Tất cả mọi người mình sống chung, người ta có hòa với không, với mình hay không kệ người ta, bản thân của mình không hận ai, không thù ai, luôn luôn mình có cái tâm thiện, không ác ý với ai, không hại ai, sống chan hòa với những người chung sống.
Sống là động nhưng không, lòng không bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vắng vương. Sống trong cái cõi động này bao nhiêu muôn biến vạn hóa, động loạn đủ chuyện, chúng ta bình tĩnh niệm A Di Đà Phật. Sống là thương nhưng lòng chẳng vắng vương. Tình thương giữa con người đến với con người là chân thật, hết lòng hết dạ. Nhưng nếu vắng vương thì chúng ta xa lìa khổ. Chúng ta biết được rằng duyên hợp thì gặp, duyên hết thì xa. Nếu như chúng ta vắng vương trong cái tình cảm này thì đời đời kiếp kiếp chúng ta bị trói buộc khổ đau. Sống là thương nhưng lòng chẳng vắng vương. Nhưng nếu nuôi thương đại chúng, lo cho chúng, nhiệt tình hết mình. Nhưng mỗi một con người chúng ta duyên đến thì gặp, duyên hết thì xa. Cái vắng vương là cái người khổ đau. Ví dụ như có những người ta đi vô trong chùa người ta tu, nhưng mà người ta vắng vương cái chuyện nhà cửa người ta, người ta đi phan duyên, người ta không độ được người thân người ta, và cuối cùng bản thân người ta lại bỏ đạo luôn, mà lại quay là hờn trách mới ghê chứ. Có những người đi vô trong chùa tu, để ở trong chùa yên vậy tu, không chịu yên tu đâu, mà chạy về để mong độ người thân. Nên những đức nói đó là phan duyên, không độ được mà cũng không được gì. Cuối cùng trở về chùa, điểm chùa nào nhà đức cũng quản lý hết chứ. Những đức gặp thì những đức cứ lợn chi để cho họ ở đại. Nhưng mà đúng là cái góc độ gọi là không có góc độ để chọn mục tiêu. Con người mà khi thiếu mục tiêu là hoàn toàn thất bại. Sống là thương nhưng lòng chẳng vắng vương. Thương nhưng mà phải tùy duyên kìa. Còn thương mà mình phan duyên là mình trở ngại liền. Mà có những người khổ đau buồn là hờn trách người ta mới ghê. Chùa người ta đưa lên rằng quy tắc vô chùa là ở trong đây lo tu hành, mọi mặt lo tu hành thôi. Người đã vô thường trụ rồi ở trong chùa mà mình đi phan duyên thì mình sai rồi, không đúng rồi. Nên từ nơi đó theo quy tắc đó mà sắp xếp. Sống là thương nhưng lòng chẳng vắng vương. Sống yên vui danh lợi mãi xem thường. Vì sao quý vị có khả năng danh lợi mãi xem thường? Không phải xem thường đây là chê bai, không phải. Xem thường đây là quý vị không bị nó buộc ràng. Quý vị có thể có tiền bạc vật chất, quý vị dám làm những việc lợi ích cho mọi người, mở tâm lượng ra thương người giúp người, làm nhiều việc ý nghĩa trong cuộc đời, tạo cái mình cầm theo được. Danh lợi mình không có nặng nề, không buộc ràng. Từ nơi đó mới bị sẽ an lạc, vui vẻ, tự tại. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nên từ nơi đó vô biến vạn hóa trong cuộc đời, mình giữ tâm niệm Phật, lấy cái tâm chủ ngay câu A Di Đà Phật, thì tức khắc tất cả việc gì nó cũng tốt trong cuộc đời mình. Nhớ kỹ, chứ căng mang một tâm hờn giận buồn trách này kia là trước nhất quý vị là người khổ đau. Cái tâm buồn giận hận trách là quý vị là người khổ đau. Có nhiều người chúng ta không bao giờ chấp nhận rằng là cái khổ đó là chính mình ôm chấp, mà khổ là mình đổ thương người ta, tác động mình, người ta vô tình đối xử với mình như vậy. Mình không tin nhân quả. Học Phật lâu mà nhiều người chúng ta không tin nhân quả. Thí dụ như mấy chục con người tự nhiên đem đồ ra tặng, tặng từ đầu cho tới cuối, còn có người tự nhiên không có. Mình nói xui quá. Không phải xui, mà là vì chúng ta chưa đủ duyên có. Cái gì đâu mà xui. Bao nhiêu con người có đó, mình nam mô A Di Đà Phật, đó là cái hành động đặc biệt quý vị. Nếu mà tu học mà người niệm Phật mà là như vậy thì quá tuyệt vời. Người niệm Phật mà là như vậy, quý vị là số 1. Dụ nhân đức hiện cái thứ hồ lô, trong hồ lô bạn đựng thuốc gì? Muôn biến vạn hóa. Trong hồ lô bạn có cái gì? Người ta hỏi trong hồ lô bạn có cái gì? Có viên thuốc A Già Đà. Viên thuốc A Già Đà là viên thuốc thần diệu, nếu bỏ đây không dùng thật là ngu lắm mà. Nên từ nơi đó, viên thuốc A Di Đà Phật trong hồ lô của chúng ta, trong tâm của chúng ta là viên thuốc A Di Đà Phật. Nên mong tất cả quý vị là người nghe được pháp môn Tịnh Độ, lúc nào cũng sống an lạc, lúc nào cũng sống vui vẻ, lúc nào cũng sống tự tại. Nếu quý vị sống được như vậy, quý vị là người học Phật chân chính, tuyệt vời. Bởi quý vị còn dễ độ người thân, mọi người xung quanh. Vì người ta nhìn quý vị, người ta sẽ thích quý vị. Người ta nhìn quý vị, người ta sẽ cảm giác rằng đặc biệt Phật Pháp tuyệt vời. Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Như Đức mới đây có bài chia sẻ Phật Pháp. Hưởng thụ ở đâu, loài người hưởng thụ ở đâu mới là cao cấp nhất ở thế giới cực lạc. Nên nhớ, nên chúng ta mang thân ở cõi này là thân tứ đại này, ai cũng có cái khổ. Nhưng quý vị, trong cái khổ mà lóe ra một tia sáng với mình là có một phương đi về, đó là thế giới cực lạc. Mong rằng tất cả những người gặp pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật,
chân thật nhiệt tình, đem phong môn tịnh độ này giới thiệu bằng cả tấm lòng, sống lúc nào cũng an lạc vui vẻ, không buồn giận hẳn thù ai để trong tâm, vì đó là độc dược, đừng để trong tâm lâu không tốt. Nên nhớ Phật niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, siêng năng niệm Phật, lúc nào cũng an lạc vui vẻ. Quý vị mà học Phật được gì thì nghiệp chướng tự tiêu trừ, từ cái tâm đó cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân. Còn nguyên một cái đại chúng đông đúc tu hành, khi bị về được dự pháp hội tu, đây là đại phước báo nhân duyên, luôn luôn hòa nhập, nhiệt tình hết mình nghe pháp niệm Phật bằng cả tấm lòng của mình để cầu an cho người thân, cầu siêu cho tất cả chúng sanh chưa được siêu thoát. Tâm đó sẽ có kết quả rất lớn, bởi vì rất là an lạc vui vẻ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc vui vẻ, và chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc quý vị ơi. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp ở cực lạc quý vị. A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.